Xin chào tất cả các em, sau đây thầy sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi số 2 trang 78 sách giáo khoa hình học 11. Nếu ba đường thẳng không cùng nằm trong một mặt phẳng và đôi một cắt nhau thì ba đường thẳng đó a đồng quy, b tạo thành tam giác, c trùng nhau, d cùng song song với một mặt phẳng. Để giải uh, bài tập này thì thầy mời các em mở lại bài tập số 3 trang 53 sách giáo khoa hình học 11. Đề bài bài 3, bài 3 này thầy đã từng giải cho các em rồi đúng không? Bài 3 ở phần bài 1 đấy Cho 3 đường thẳng D1, D2, D3 không cùng nằm trong một mặt phẳng và cắt nhau từng đôi một Và ta đã chứng minh 3 đường thẳng trên đồng quy Đúng không nhỉ? Vì vậy, ở câu hỏi này ta biết ngay ta sẽ phải chọn đáp án là gì nhỉ? A à, đúng không?